bình yên. Những khoảng lặng trong cuộc sống sẽ luôn là cần thiết. Trong một không gian tĩnh lặng, người nghệ sĩ được nuôi dưỡng bằng những dòng cảm xúc mà Thượng Đế đã dành tặng riêng cho họ. Họ được thăng hoa và kết nối với sự huy hoàng của vạn vật, để khi tái tạo lại nguồn năng lượng tiềm tàng, để rồi họ lại dâng hiến cho cuộc đời. Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ xé câu kinh bình yên. Chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh, bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng, mừng em đã hết đau thương về đây ấm cung, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, như một câu hát ưa ra từ tim tặng nhau nhé, tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia lìa. Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ xé câu kinh bình yên. Mừng em ta hát.